Dung môi methylene chloride là gì và ứng dụng dung môi methylene chloride trong cuộc sống? Dung môi methane chloride hay hóa chất dichloromethane là chất lỏng không màu, dễ bay hơi, có mùi thơm vừa phải. Công thức hóa học CH2Cl2. Hòa tan tốt nhiều loại nhựa, sáp, chất béo, ethanol và các dung môi có chứa clo. Tan ít trong nước. Khả năng phát cháy của dung môi methylene chloride là thấp vì giới hạn cháy rất hẹp và cần năng lượng cháy rất cao. Độc tính thấp là chất độc ít nhất của các chlorohydrocarbon. Đơn giản nhưng vì có độ bay hơi cao nên nó trở thành mối nguy hiểm, hít thở cấp tính và có thể hấp thụ qua da. Những ứng dụng của dung môi methylene chloride trong cuộc sống: dùng làm chất tẩy sơn, tẩy rửa, vệ sinh chai lọ và các sản phẩm thô để loại bỏ tạp chất. Trong ngành dược, methylene chloride được dùng làm dung môi chích ly trong công nghiệp, dược phẩm, cho các hợp chất nhạy cảm với nhiệt độ như caffeine và các chất gia vị. Sản xuất sợi thủy tinh polyester. Tẩy rửa được đa dạng các loại bề mặt với mức độ hiệu quả rất cao. Do có khả năng bay hơi nhanh nên methylene chloride được dùng trong sản xuất keo dán. Những lưu ý khi sử dụng và bảo quản methylene chloride. Hóa chất methylene chloride tuy là dung môi quan trọng trong đời sống, nhưng chúng cũng là hóa chất ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng, đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến hô hấp, kích ứng mắt, kích ứng da. Chúng sẽ gây chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn, thậm chí hôn mê sâu. Đồng thời, đây cũng là một trong những dung môi có nguy cơ gây ung thư và ảnh hưởng tới thai nhi. Vì vậy, khi tiếp xúc phải sử dụng đồ bảo hộ an toàn hóa chất đầy đủ, làm việc tại nơi thông thoáng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn hóa chất. Vietchem hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp và phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0826 010 010 hoặc truy cập vào trang web vietchem.com.vn.